Cơ quan chức năng thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh cho biết, công an địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc 76 nam thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau trả thù. Theo tài liệu điều tra, người trực tiếp gọi số thanh niên này ra Móng Cái là Hà Tuấn Nam, 29 tuổi, trú tại phường Hải Hòa thành phố Móng Cái. Trước đó, nam xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với Phạm Tuấn Anh, 29 tuổi, ngủ ở thành phố Hải Phòng. Nam đã gọi 76 thanh niên đến từ nhiều địa phương khác nhau tụ tập tại nhà nghỉ Vạn Xuân, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái nhằm mục đích phô trương gây thành thế, trả thù nhóm của Tuấn Anh. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Móng Cái đã phối hợp với lực lượng công an phường tiến hành kiểm tra hành chính, tạm giữ nhóm người trên. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh thân nhân, lai lịch, mở hồ sơ quản lý phòng ngừa và xử lý Tuấn Nam và Tuấn Anh theo quy định, đồng thời buộc các thanh niên còn lại trở về địa phương.